Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ok, ở buổi trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel và ý nghĩa của từng phần này rồi. Thì đến đây các bạn, chắc hẳn các bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao khi chúng ta chạy cái trang đầu tiên của nó lên, chính là localhost với port 8000 này, chúng ta lại nhìn thấy màn hình này. Đó. Vậy thì khi người dùng truy xuất vào trang localhost.8000 này thì nó sẽ request đến đâu và cái luồng của nó ra làm sao? Thì hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái luồng của nó và cái màn hình của các bạn đang nhìn thấy ở đây, nó được chạy lên và nó load lên như thế nào. Như bạn biết thì Laravel nó đang theo cái chuẩn của MVC, thì mình sẽ không giải thích quá nhiều về mô hình MVC nữa. Mình chỉ có một cái hình như thế này để giải thích cho các bạn ở và ứng dụng nó ở trong Laravel thì nó như thế nào. Đó. Thì các bạn thấy đây là một cái browser giống như mình đang có browser ở đây. Và khi mình truy xuất vào một cái domain cụ thể, đây là localhost 8000, thì ở trong Laravel nó sẽ gọi đến router. Cái request đầu tiên nó sẽ gọi đến router. Và ở trong router nó sẽ điều hướng đến controller nào. Và ở trong controller đó thì nó sẽ có nhiệm vụ là load cái view nào lên. Và nếu cái request đó mà có liên quan đến việc lấy dữ liệu từ trong database thì nó sẽ gọi sang module, và từ module nó sẽ gọi xuống database và nó trả ngược lại về cho controller, và controller sẽ hiển thị ra bên ngoài view. Đó. Thì ở Laravel cũng như vậy, khi mà chúng ta truy cập vào domain localhost 8000 thì lập tức chúng ta sẽ thì trong Laravel nó sẽ gọi đến thằng router, và cụ thể của chúng ta ở đây là cái router với cái phương thức get như thế này. Đó. Và ở trong router này thì nó sẽ làm gì? Tôi sẽ đặt một cái DD đây. Ok. Đó, để chúng ta thấy là khi chúng ta chạy trang này lên thì mặc định nó sẽ chạy vào router. Đó, và các bạn sẽ thấy nội dung là ok ở đây. Đó. Thì ở trong router này nó sẽ gọi đến cái gì? Thì ở trong router này nó sẽ gọi đến view, nó chính là welcome. Nó nằm ở trong view của Laravel, nó nằm trong thư mục resource và view, và nó sẽ là tên file chính là welcome.blade.php. Và khi chúng ta load view thì chúng ta chỉ cần nhớ tên file và không cần nhớ cái đuôi blade.php. Và hàm load view trong Laravel chúng ta đang thấy đó chính là hàm view. Và đây là cách để load view ở trong Laravel. Đó. Thì qua ví dụ này, qua phần này thì các bạn đã hiểu được cái luồng chạy của nó rồi. Đó. Thì request đầu tiên nó sẽ vào trong router, sau đó nó sẽ gọi đến cái router đó, và router đó nó sẽ load cái view này lên. Và chúng ta có thể sửa một chút ở đây để các bạn có thể nhìn thấy chính xác là nó đã vào đây. Ví dụ tôi thay thành Suntech Việt Nam ở trong cái phần view này, thì ra ngoài này nó sẽ thay đổi thành Suntech Việt Nam như thế này. Đó. Ok. Thì ở video này tôi chỉ giới thiệu cái luồng chạy của Laravel nó là như vậy, và các bạn đã bắt gặp một cái khái niệm rất quen thuộc và khái niệm mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu đầu tiên, đó chính là router. Thì tôi sẽ dành phần này cho buổi sau, bởi vì nói về router này thì một video sẽ không thể hết được, nên là tôi sẽ dành toàn bộ cái phần này cho buổi sau. Thì qua cái video này tôi đã giúp các bạn hiểu được cái luồng chạy của thằng Laravel và cái file chạy chính của nó là gì. Đó. Thì các bạn hãy thử sửa một cái nội dung ở trong phần view này, hoặc các bạn cũng có thể tạo ra một cái view khác và load như thế này. Tôi sẽ tạo ra một cái view ở đây, ví dụ như là test view test.blade.php. Đó, và tôi sẽ có khai báo như thế này. Đây. Sau đó tôi thay đổi cái router ở đây sẽ không à, cái load view đây không phải là file welcome nữa mà là file test. Thì này các bạn cũng thấy nó sẽ thay đổi theo như thế này. Đó. Bây giờ các bạn hãy thử nó trên máy của mình để hiểu được cái bước đầu tiên mà Laravel nó hoạt động như thế nào. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.